Cũng tại vì nước tẩy trang Simple nổi tiếng và được nhiều chị em mua quá, nên những đơn vị làm hàng giả nhái theo để lừa bán cho chị em mình nhằm trục lợi. Nhiều khi không sợ mất tiền vì mua phải hàng đều kém chất lượng, mà chỉ sợ tan nát hết cả da mặt thôi. Nên trong video này mình chỉ cho bạn cách phân biệt hàng thật và giả nước tẩy trang Simple mẫu mới để bạn biết để không mua nhầm hàng giả nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nước tẩy trang Simple hàng giả họ làm gần giống như hàng thật, nên nếu bạn không có kinh nghiệm thì dễ bị lừa lắm. Và nếu không có cùng lúc hai mẫu hàng thật và hàng giả trên tay, thì khó mà nhận biết được đâu là hàng giả. Bên tay trái của mình là hàng giả, còn bên tay phải là hàng thật chính hãng. Điểm để phân biệt sự khác nhau của hàng giả chính là thông qua màu sắc. Bạn hãy để ý chỗ nền màu hồng này, màu sắc có sự khác nhau khá rõ ràng. Của hàng giả có màu hồng nhạt hơn hẳn so với hàng thật, vì có hai chai thật giả để cạnh nhau nên bạn dễ dàng thấy được, chứ để riêng ra thì có thể rất khó mà nhận ra hàng giả. Còn nền màu hồng của hàng thật bên phải thì đậm hơn và nhìn tươi tắn hơn nhiều. Chữ của hàng giả bên trái mỏng hơn và hơi mờ hơn hàng thật bên phải. Màu xanh của hình lá và dòng chữ này của hàng giả có màu nhạt hơn. Trong khi đó màu xanh lá của hàng thật màu đậm và tươi hơn, chữ cũng có màu xanh đậm hơn và rõ ràng hơn. Phần khung màu xanh bên dưới của hàng giả có màu xanh hơi ngả vàng hơn. Còn khung màu xanh bên hàng thật có màu xanh tươi tắn hơn nhiều. Khi đặt hai chai hàng thật và hàng giả cạnh nhau, bạn có thể dễ dàng so sánh được sự khác nhau về màu sắc của hai chai này. Đó là đặc điểm đầu tiên để phân biệt hàng thật và giả. Ở mặt sau, bạn cũng thấy được chữ của hàng giả bên trái mờ và nhòe hơn chút xíu. Màu xanh cũng mờ hơn hàng thật nữa. Và đặc biệt là nước tẩy trang Simple hàng giả có mùi hóa học, nhưng mùi cũng chỉ thoảng qua thôi chứ không nồng nặc. Điểm khác nhau tiếp theo là bên dưới đáy chai của hàng thật có in mã số, màu xanh, còn của hàng giả thì không có in. Đó là những cách phân biệt hàng thật giả mới nhất của nước tẩy trang Simple. Bên dưới cũng có video phân biệt nước tẩy trang thật giả mẫu cũ. Nếu bạn lỡ mua phải mẫu cũ mà không biết liệu mình có mua đúng hàng thật không thì xem nhé. Bạn cần tư vấn hay mua hàng chính hãng thì nhắn tin cho shop qua số điện thoại hoặc Zalo bên dưới video này nhé.